chỉ cho các bạn vẽ cái khung hình tròn mà có họa tiết là các pattern. Thí dụ như bây giờ mình sẽ vẽ pattern kiểu như là traditional của Huế chẳng hạn ha. Ok, hôm nay bắt đầu cái công cụ đầu tiên là tìm kiếm cái pattern cho nó. Ok, bắt đầu. Họa tiết cung đình Huế. Đây, chúng ta sẽ có một cái pattern nó như thế này ha. Mình sẽ lưu cái hình này vào. Hoặc là mình chỉ cần xoay kép thôi, mình cứ vào lưu ha. Đây, mình sẽ vào paste nó vào Illustrator. Rồi, mình sẽ tiến hành là cắt để mình không lấy những bức cái viền bên ngoài ha. Kiểu cho nó đều. Rồi, apply đi. Và cũng điều tiếp theo mình sẽ làm đó là image tray. Thực ra mình không cần image tray, mình làm như thế này thì cũng đã được rồi. Nhưng mà mình muốn nó hình của mình là hai bitrate một chút. Mình sẽ image tray nó đi. Ở đây mình dùng cái load đi. Load cho nó nhanh. Rồi. Expand. Không cần ungroup ha, bình thường mình sẽ ungroup nhưng mà mình sẽ ở đây mình sẽ không ungroup. Rồi, vào edit object make with grab. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn độ cong cho nó. Mình không muốn nó cong quá. Cong như thế này thì cái frame của mình sẽ rất là nhỏ ha. Thì bây giờ mình sẽ để nó 10%. 10% cũng nhỏ quá. Làm lại nha. Make it grab. Mình để là tăng lên một xíu đi. Kiểu tay thì cũng được. Ok. Rồi, ok. Rồi, ở đây mình sẽ dùng cái gọi là xoay Rotate Tool. À, để mình xem cái Rotate mình để đâu ha. Rotate mình chọn cho tâm của nó là ở đây đi. Đây. Em xe ra một xíu. Mình bấm Option hoặc là Alt trên Win ha. Ở đây mình dùng Map. Xin lỗi mọi người. À, rồi, mình được D. Hoặc là Command D. Nếu bạn dùng Map. Rồi, mình đã có một cái như thứ như thế này. Nhìn nó không được đẹp lắm ha. Nhưng mà nói chung thì các bạn sẽ làm như vậy. Ở đây, mình sẽ dùng một cái nữa. Gọi là vẽ hình tròn. Rồi, mình sẽ vẽ từ tâm ha. Shift và Alt. Alt hoặc là Option trên Mac. Đây. Mình sẽ có một cái hình như thế này. Sau đó mình sẽ viết tiếp một cái hình nữa. Cũng từ tâm luôn. Nó to một xíu và nó nằm trong cái pattern của các bạn ha. Rồi. Và vào layer chọn cả hai luôn. Xong bạn sẽ bấm Shift Builder Tool. À đâu, Shape Builder Tool. Ok, click vào đây. Nhấn Alt hoặc Option nếu bạn trên Mac. Rồi. Bạn chọn tất cả. Comment A. Make clipping mask. Rồi, các bạn đã có một cái khung ha. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cho video và subscribe. Cảm ơn các bạn.